Mùa hè, Huế mộng mơ lại càng buồn hơn với những cơn mưa. Nhưng quanh những lò võ môn phái Kinh Vạn An, không gian luôn nóng với các bài quyền, bài múa thương, đao và các màn đối kháng của các võ sinh. Những nơi này cũng là những điểm du khách thích tìm đến để chiêm ngưỡng một trong những nét văn hóa đặc sắc của cố đô. Trong võ học, người ta chia làm hai loại, võ lâm và võ kinh. Võ lâm mang tính chất dân dã, ai cũng có thể học và đánh võ được. Còn võ kinh mang phong cách cung đình. Võ kinh khi đánh võ sĩ ra bộ, mà bộ lại đi cùng với tứ thơ, hay còn gọi là kinh thơ. Trong võ có thơ và trong thơ có võ. Võ Kinh Vạn An trước kia là một dòng võ chính tông của Trương gia võ phái, do cụ tổ Trương Ngọc Giai sáng lập dưới thời vua Tự Đức. Cụ Trương Ngọc Giai được nhà vua sắc phong làm đội trưởng đội cấm thị vệ đại nội, túc trực bảo vệ vua, kế nhiệm là võ sư Trương Đông, người bảo vệ, đồng thời là thư ký của cụ Phan Bội Châu. Đây là võ sư Trương Thăng, đời thứ ba. Phái võ Kinh Vạn An chính thức được sáng lập và có tên trong các võ phái cổ truyền Việt Nam. Những năm 70 của thế kỷ trước, võ nước ngoài truyền bá vào nước ta ngày càng rộng rãi. Võ sư Trương Thăng quyết định thành lập môn phái Kinh Vạn An nhằm khôi phục và chấn hưng võ phái. Còn đây là võ sư Trương Quang Kim, con trai của ông, đời thứ tư của võ phái. Ông kể trước khi nhắm mắt, cha dặn rằng võ Việt là di sản vô giá của người Việt, còn phải cố gắng giữ gìn và phát huy, làm sao cho mọi người dân Việt Nam sau này ai cũng được học võ Việt. Nhớ lời cha, võ sư Trương Quang Kim đã dùng tất cả tâm huyết của mình để phục hồi, phát triển và truyền bá rộng rãi võ Kinh Vạn An, không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài. Nhiều trẻ em lang thang không nơi nương tựa, ông đưa về võ đường của mình nuôi dạy. Ban ngày các em học võ, thay nhau biểu diễn phục vụ khách du lịch, ban đêm đến trường học văn hóa. Đó là tiết mục ngũ huynh kỳ, quý vị nghe tiếng xẻ gió của cái lá cờ. Là một trong những môn phái lớn của cố đô, võ phái Kinh Vạn An thuộc hệ phái Bắc Hổ, được phát triển dựa trên tính linh hoạt và tinh khôn của loài mèo, nên còn được gọi là võ mèo. Những bài võ đặc trưng của môn phái này như Long Phụng Kiếm Pháp, Miêu Xả Quyền, Song Đao Hồ Hiệp, khai thác triệt để 4 tiêu chí hình, lực, ý, chí đặc trưng của võ kinh. Bên cạnh việc biến các vật dụng thân thuộc trong cung đình như bút, quạt, khay thành vũ khí, võ sư Trương Quang Kim còn không ngừng nghiên cứu các bí kíp, đòn thế của các môn phái khác, áp dụng một cách sáng tạo và làm phong phú thêm môn phái cổ truyền của mình. Võ đường của ông, những ngày không có du khách ghé thăm, thực sự trở thành điểm tập luyện nghiêm túc của thầy trò theo giáo án mà ông đưa ra. Dưới thời phong kiến, để làm quan võ, ngoài việc phải giỏi võ, có nhiều kiến thức về võ học, thì võ quan còn phải trau dồi văn chương. Võ kinh chuyên đào tạo để thi thố trong triều đình. Nên quan võ hơn ai hết phải là người gương mẫu trong học tập và rèn luyện. Người sau học người trước, giữ lại những tinh túy của võ phái nên trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, võ Kinh Vạn An còn giữ nguyên bản sắc của mình. Võ sinh phải học kinh sách, vừa đánh quyền vừa đọc thơ, thiệu,
để luyện khí và điều hòa hơi thở, nội lực. Võ Kim Vạn An đòi hỏi khá khắt khe khi luyện tập. Phải luyện nhãn quan để có đôi mắt tinh tường. Các thủ pháp với hơn 40 bộ của đòn tay dùng để chưởng, đỡ, gạt, đấm. Cước pháp với những đòn đá uy lực. Thân pháp dùng để di chuyển né đòn. Bình khí sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí. Quyền pháp phải thể hiện uy lực mà uyển chuyển và đối kháng tự do. Với những đệ tử thông thường, tập đến đây là đủ. Nhưng muốn đạt trình độ ở bậc cao thủ thì cần phải học thêm khí công của môn phái. Đây là những đệ tử đã luyện tập công phu đủ tiêu chuẩn ra mở lò võ của riêng mình để truyền bá môn phái Kinh Vạn An. Các màn biểu diễn khí công như thế này là một trong những bài kiểm tra gắt gao của võ đường và luôn khuyến cáo du khách không làm theo. Nhưng chính điều này cũng là cách cho mọi người thấy tính uy dũng của võ kinh và là sản phẩm du lịch hút khách khi Huế là thành phố có tên trên bản đồ du lịch thế giới. Kinh Vạn An hôm nay là môn phái võ cổ truyền lớn ở Thừa Thiên Huế với hàng ngàn võ sinh theo học, cùng các phần lớn vận động viên cho đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự các giải đấu lớn cấp quốc gia. Đây cũng là một trong những môn phái võ cổ truyền đầu tiên của Việt Nam áp dụng hình thức quảng bá bằng du lịch. Môn phái đang kết hợp với ngành du lịch Huế mở các tour du lịch võ thuật, phục vụ du khách các nơi đến chiêm ngưỡng tinh hoa võ Việt. Các võ sinh, người nước ngoài cũng như du khách khi đến võ đường Kinh Vạn An, bên cạnh việc thưởng thức các màn biểu diễn, còn có thể đăng ký luyện tập cùng võ sư Trương Quang Kim và các đệ tử. Không chỉ để tìm hiểu giao lưu văn hóa, mà còn lĩnh hội những nét đẹp độc đáo của võ kinh Việt Nam ngay trên đất cố đô. Các hoạt động festival của Huế cũng như các lễ hội lớn trong và ngoài nước cũng luôn có sự tham gia góp phần quảng bá hình ảnh của môn phái Kinh Vạn An nói riêng và võ cổ truyền Việt Nam nói chung ra thế giới. Khi quảng bá võ kinh với quốc tế qua kênh du lịch, nghĩa là bên cạnh lớp võ cho người Việt còn có lớp cho người nước ngoài. Đây cũng là lớp võ đa quốc gia. Người Anh, người Ý, Tây Ban Nha, người Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan có đủ. Việc giao lưu bằng ngôn ngữ có phần khó khăn, nhưng với lòng hiếu khách của sư phụ, sự thân thiện của các võ sinh Việt Nam đã hướng dẫn một cách nhiệt tình những đòn thế, thủ pháp cho bạn bè nước ngoài. Sau mỗi bài tập, để sâu chuỗi và khích lệ tinh thần các võ sinh, các màn biểu diễn hoặc đối kháng lại diễn ra làm sôi động võ đường. Đây chính là cách để phô diễn sự độc đáo của võ kinh. Ấy là trong võ có thơ, trong thơ có võ. Không chỉ là môn phái có số lượng võ sinh vào loại lớn nhất ở miền Trung, võ kinh Vạn An của trưởng môn Trương Quang Kim giờ đây đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đấy hẳn là niềm tự hào của văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hôm nay. Nét khác biệt của võ kinh đã rõ, sự thân thiện mến khách của thầy trò, các đồng môn cũng đã tỏ. Võ thuật cổ truyền
là nét văn hóa của dân tộc. Ở Huế, các môn phái cần có một mái nhà chung để sinh hoạt. Chính từ đó, những giá trị của võ thuật cổ truyền Huế sẽ được phát huy, khơi thêm niềm tự hào và định danh võ Việt. Don't worry.